Nào nào. Mày cười ấy được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Và hôm nay mình đến với các bạn bằng hai chai Pepsi. Hai chai Pepsi này ngoài uống ra thì cũng để uống thôi chứ làm. Đó là một màn trò chơi ngắn, rất là vui. Theo mình nghĩ là rất là vui. Uống hai chai Pepsi này không cần dùng tay. Mày bị điên à? Tức là mình sẽ mở nắp ra ha, ngậm miệng vô đây nè, đưa lên uống vậy nè. Mà sặc chết luôn. Chết rồi, sặc luôn. Còn sống sờ sờ chết gì nổi. Mà vòng vòng đây bệnh viện nhiều lắm không chết. Bác sĩ người ta cứu cho mày hết, mà anh em mày bác sĩ mà. Tự cứu. Anh em mày bác sĩ tự chết chứ, tao thấy tự chết chứ chưa bao giờ thấy tự cứu. Thì cứu nhau đó, chết cho nhau là cứu. Đó, thấy tự chết không à. Thấy mỗi lần tao thấy anh em mày cột cái gì, cái dây ở đây là bạc tự chết không. Mỗi lần nghe mắc cái bệnh buồn ngủ á, là bắt đầu tự chết. Chết cho hết buồn ngủ thật sự. Hết bệnh buồn ngủ. Không nói giỡn vậy thôi chứ. Tại vì hai anh em này mình đặt cho nó là hai anh em bác sĩ là anh em biết sao. Mình coi một cái bộ phim của Hàn Quốc có tên là Anh Em Bác Sĩ. Tự nhiên thấy anh em nó mặc giống nhau quá, giống như sinh đôi. Mà thực tế ra là anh em nó sinh năm 1, thằng đang cầm cái camera đó. Còn này nó diễn với mình. Nên là mình đặc biệt danh cho hai anh em nó là anh em bác sĩ luôn. Theo cái phim trào lưu phim Hàn Quốc. Ok, và không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ quay lại Coca ha. Mình nói lại một lần nữa cái thể lệ chơi ha. Đó là mở nắp Coca ra, ngậm miệng vô, đưa Coca lên và uống, không được dùng tới tay. Còn nếu mỏi miệng quá thì có quyền được đặt lại, rồi lát uống tiếp, nghỉ ngơi lát uống tiếp. Ok nha, let's go. Bây giờ bắt đầu mình đi vào vấn đề chính thôi. Ok, và bây giờ bắt đầu anh em tụi mình sẽ mở nắp ra. Có chứ, đè nó xuống nha. Này Coca hay nước mắm vậy anh cơ? Pepsi. Từ nãy anh em chế nước mắm rồi chứ. Pepsi này. Bắt đầu giờ. Ok, và đây không phải là một cuộc thi mà đây là một thử thách cho vui. Cho nên là không cần ai uống xong trước, cũng không cần ai phải uống trước, uống sau. Giờ mày thích uống thì cứ uống, tao chưa uống. Em chưa uống. Chưa uống kệ mày, tao uống. Phát cả lồn. Rồi đóng bình nhau đi. Anh nước kia đi. Bắt đầu. Mày từ từ, để anh cười uống dưới rồi sao? Không phải dễ nó ra, nó sống lên mùi ăn thấy cả. Rồi cho anh nghỉ 3 giây, tới mày. Mày cười anh cười rồi mày. Không có, lúc chút xuống á, chút xuống thì... lâu nhà bỏ mẹ luôn. Lúc mà chút lúc mà chút xuống á là hơi lên thì bây giờ mình phải nốt vô đi rồi mình lại không được cái hơi đầy, đầy rồi lên. Chết rồi lão nghe rồi. Học rồi nữa làm sao không học á. Ừ đó, vỗ tay sao lần hai thế. Ủa thì nó cái gai nó hốc lên tới cái họng á, mày đây hốc lên không nói mà cái miệng mình đang ngậm nè. Lúc đưa xuống một cái á thì nó chảy ra hết luôn. Phải trào ra, cứ giữ được miếng nào trong miệng đâu, chạy xuống đây luôn. Rồi, đỡ nửa chai rồi. Trời ơi, nhậu chưa? Tan tàn luôn rồi. Tan tàn mấy cỏ luôn. Đi từ lâu thấy mẹ luôn. Không được tay.
Ê, phạm luật rồi đó. Phạm luật nữa nha. Phạm luật một lần đó, mình làm mình không đúng đó nha. Nó thử thách trải nghiệm uống thử. Đang uống có cười. Xem nó như thế nào. Tao cũng làm gì mày đâu. Tao cười. Chỉ mà có cười, cười làm sặc đó. Chứ nếu mà về thì ai cũng làm rồi. Giờ không lẽ tao. Dạ anh uống đi. Giờ không lẽ tao mắc cười mà tao không cười. Dạ anh uống đi. Thử thách mà. Đó. Chào chào luôn. Thì nói chung là làm cách nào làm mình sao uống được là được, không dùng tay là được ạ. Trời ơi, chào lum ra. Cười. Tao cười là chuyện của tao mà. Không lẽ tao mắc cười không? Tao không có chơi mày, tao không cố ý gì hết, tao không nhắm vô mày. Cái vấn đề ở chỗ là tao đang mắc cười, tao được quyền cười. Để hai người uống cùng lúc. Pháp luật đâu có đâu. Hai người uống cùng lúc đi. Ok. Vô. Không có cười chặt cái mẹ. Quá giờ không em rồi. Sao, ổn được không? Thấy được. Em thấy là khó uống á. Khó, không phải. Hơi lên á. Hơi lên thì tao không sợ. Mà tao sợ lên cái chỗ là lên. Tao không được miếng thật cho nó miệng á. Lát sàn kìa. Lát tròn kia nó làm hiện trường mà. Đây. Thấy luôn ha. Hay đó. Mày quá đã. Chưa thôi. Chưa thôi. Thành đi mình thử thách luôn. Thấy luôn hả? Thấy luôn. Được rồi. Rồi hết được cầm tay. Cầm ra lên. Đổ lên. Đổ lên. Sao vậy? Ông Cường đang thổi kèn. Anh Cường đang thổi kèn mà. Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Anh Cường thổi kèn hay thiệt. Đẳng cấp nó nằm ở chỗ đó đó mấy bạn. Nhưng mà lát hồi thằng kia nó lau nhà này, lau bàn này, lau ghế này, thì có nó chỗ này còn ngủ nó mà. Kiến nó lên nó đi đèn. Tối ngủ mà sáng mai dậy mà thấy tụi nó nằm ngoài hiên là biết rồi là kiến nó về đi. Kiến tai rồi mày. Ok. Thôi nó giỡn cho vui thôi chứ sao? Anh cảm giác cái thử thách này uống không tay nó như thế nào? Khó uống thôi. Đó không mới đầu. Sao nó khó? Nó khó từ nào? Khó là tại vì lúc đầu cái chai đầy mình đưa lên thì cái ga nó ọc vô á, nó chào với lúc mình nhả xuống á, cái miệng mình há lên như này mình nuốt có được đâu, mà lúc mình muốn nhả cái chai ra để nuốt thì nhả chai ra cái miệng đang ngậm cái chai thì nó chảy ngược lại cái chai hết trơn ở trong miệng có miếng nào đâu. Thì là cái khó quá là mình thử chứ vậy ai cũng làm rồi đúng không? Còn nó chào bọt lên rồi bắt đầu chào đầy miệng luôn. Còn nói chung cũng không, ngoài cái đó thì cũng không có gì khác để mà nói khó nữa. Thì khó là khó cái hơi ga ở lên á. Còn cái đầu nhận Pepsi thì bình thường tại vì mình uống Pepsi thường xuyên. Chào, cảm giác chào, chị em. Chung là cái lần đầu tiên, lúc đầu tiên uống á, tràn đầy á, cái hơi nó hốc, hốc thẳng cái mồm của miệng mình, nó làm cho mình ọc ra ngoài, giống như là cái hơi nhiều quá mình không thể nuốt được. Hỏng luôn. Anh bắt buộc mình nó phải trào ra ngoài. Ở lúc mình đưa cái chai xuống á, thì cái họng mình đang ngậm cái chai mà, thì nước nó trèo xuống, nó sẽ xuống với chai lại. Nói chung là vô. Khúc đầu hơi khó, khúc đầu thôi. Đó, hơi khó. Còn khúc sau nó lưng. Sau thì ga này nó bớt rồi, ga thì nó đỡ. Ok. Ok, và màn thử thách của tụi mình cũng kết thúc. Và video cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy cái màn này thấy hài hước, có gì đem lại cái tính giải trí cho các bạn thì các bạn hãy bấm like. Và đừng quên là thò tay xuống dưới bấm subscribe và đăng ký kênh. Và chia sẻ kênh YouTube của mình luôn nha.
các bạn đừng quên là để lại bình luận ở dưới video để tụi mình tích cực hơn, để tụi mình phấn đấu hơn nha. Ok, và anh em tụi mình cũng xin được bye bye các bạn. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.